Chúng ta tiếp tục với câu 5 của đề án năm 2016, 2006. Một cano đi xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ và ngược dòng từ B về A mất 5 giờ. Hỏi một đám bèo tự trôi từ A đến B mất bao nhiêu giờ? Như vậy trong bài này chúng ta có chuyển động của một cano đi xuôi dòng và ngược dòng. Và chuyển động của một đám bèo tự trôi. Thế thì cano và đám bèo ấy, trôi trên dòng nước. Đấy. Thì đây là một cái dạng toán, một cái nhóm các bài toán người ta gọi là chuyển động trên dòng nước. Thì là nhóm các bài toán mà cũng tương đối thường gặp. Đấy, đây là nhóm các bài toán các con cần phải chú ý nhé. Chuyển động trên dòng nước. Dòng nước. Chúng ta phải học để nắm được các kiến thức về nó, vận dụng vào để giải các cái bài toán này khi gặp. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vẽ sơ đồ chuyển động. Đây là từ A. A thầy vẽ lên trên cao một chút đi. A đến B. Bây giờ cano đi xuôi dòng từ A đến B thì mất 3 giờ. Như vậy là cano đi xuôi dòng này. Vận tốc xuôi thì ta chưa biết đúng không nào. Đi xuôi. Đấy. Đi xuôi dòng. Từ A đến B. Thì chúng ta biết được là cái thời gian xuôi dòng này. Của cano này. Là bằng 3 giờ. Vận tốc ta chưa biết. Chưa cho. Và ngược dòng từ B về A mất 5 giờ tương tự như vậy. Nếu cano vẫn cano đó ngược dòng từ B về A thì thời gian ngược là bằng 5 giờ. Bây giờ cái đám bèo tự trôi từ A đến B, như vậy có một cái đám bèo. Đây là ngược nhé. Một đám bèo tự trôi. Bèo tự trôi từ A đến B. Đấy, thì người ta hỏi là thời gian trôi của bèo thì bằng mấy giờ? Đấy, người ta hỏi. Ta ghi cái thời gian trôi của bèo ở dưới. T bèo từ A đến B là bao nhiêu giờ? Các con hãy chú ý ghi cả cái đơn vị vào cái chỗ kết luận nhé. Để tí nữa ta điền đáp số thì ta kèm cái đơn vị này là giờ này. Ví dụ nó ra một số lẻ thì ta lại phải đổi ra giờ. Như vậy là các dữ kiện đã được đưa lên trên sơ đồ rồi. Bây giờ ta sẽ đi nghiên cứu các cái dữ kiện và yêu cầu xem thế nào. Thế trước hết là mình phải cần hiểu, cần phải có kiến thức để hiểu về cái chuyển động trên dòng nước. Thế thì thầy nhắc lại cho các bạn một số kiến thức như sau. Khi mà một cano chuyển động trên dòng nước thì cano nổ máy. Đấy. Và nó nếu như dòng nước không chảy nhé, nếu nước không chảy tức là nước đứng im, nước không chảy thì khi đó cano sẽ chuyển động với một cái vận tốc người ta gọi là vận tốc thực của cano. Vận tốc thực hoặc là còn được gọi, thôi ta gọi là vận tốc thực đi. Thế còn khi mà nước chảy từ A về B theo cái chiều AB thì khi mà cano chạy từ A về B, đi từ A đến B thì cano đi xuôi dòng. Cho nên là cano được nước nó đẩy đi thêm. Và nó có một cái công thức là khi đó cái vận tốc xuôi của cano ấy, đây là đi xuôi dòng. Thì vận tốc xuôi nó sẽ bằng vận tốc thực của cano. Thực của cano này cộng với vận tốc của dòng nước. Vận tốc nước là gì? Ví dụ một cái vật nào đó nó trôi ở trên nước ấy, nó cũng chạy theo dòng nước đúng không nào? Thì vận tốc của nước chính là vận tốc của cái vật trôi đó. Thế thì ở đây đám bèo đấy, nó trôi theo dòng nước, thế thì nó cũng sẽ đi với cái vận tốc là vận tốc dòng nước đấy.
thì nó có cái vận tốc dòng nước v nước ở đây nhá. Đấy, thế thì bèo nó sẽ trôi theo với cái vận tốc dòng nước, mình hiểu thế. Thế khi ngược, khi ngược thì ngược lại ô tô nó bị đẩy lùi lại, cứ mỗi giờ ví dụ nó đi được v thực nhưng mà nó lại bị dòng nước đẩy lùi lại v nước, đúng nào? Thế thì vận tốc thực của nó đi được, à vận tốc ngược nó đi được, v ngược nó sẽ bằng là v thực trừ đi v nước. Đấy, thì đây là những kiến thức cơ bản. Thế thì chuyển động trên dòng nước thì nó có ba cái vận tốc như thế, vận tốc thực này, bốn cái vận tốc thực, vận tốc nước, vận tốc xuôi và vận tốc ngược. Đấy. Thế thì bây giờ ta thấy như vậy là cano nếu khai thác dữ kiện từ trên xuống, từ giả thiết này thì xuôi theo dòng là với vận tốc, đây là vận tốc xuôi, v xuôi nhá. Thế còn đi ngược dòng thì là gì? V ngược. Đấy. Và còn đám bèo trôi từ A đến B thì với vận tốc là vận tốc v nước, đúng là vận tốc dòng nước, v nước hoặc là vn cũng được. Bây giờ ta khai thác xem là cần tìm đây này. Thời gian bèo trôi từ A đến B thì mất bao nhiêu giờ? Cái thời gian này được tính theo công thức gì? Thời gian thì được tính theo công thức là lấy quãng đường mà chia cho vận tốc. Quãng đường là trôi từ A đến B, tức là chúng ta phải lấy quãng đường AB mà chia cho vận tốc của bèo trôi, tức là vận tốc của dòng nước, V của nước. Đấy. Nếu như tính được cái tỷ số này thì nó chính là thời gian bèo trôi từ A đến B. Thế ở đây quãng đường chưa biết, vận tốc cũng chưa biết, đúng không nào? Đề bài không hề cho một dữ kiện nào liên quan đến quãng đường bao nhiêu km hay là mét, không biết. Vận tốc cũng không biết. Đấy. Thế thì khi cho trường hợp mà ta không biết một dữ kiện gì về quãng đường và vận tốc thì các con phải xác định là gì? Chúng ta sẽ phải tính lẫn nhau. Ví dụ ta phải tìm tỷ số của quãng đường và vận tốc. Đấy. Thế thì cái tỷ số của quãng đường và vận tốc ấy, thì nó chính là gì? Nó liên quan đến thời gian. Cho nên tóm lại là chúng ta đi tìm chúng ta đi có được cái gì? Các cái thời gian này, dựa vào các thời gian này để ta đi tìm tỷ số này. Thế thì muốn đi tìm cái tỷ số này, chúng ta sẽ có thể dùng một phương pháp là tính vận tốc nước theo quãng đường AB. Đấy. Ví dụ ta cần tìm là vận tốc dòng nước nha. V nước bằng bao nhiêu phần của AB. Thì khi lấy chia AB chia cho nó thì nó sẽ được cái số phần này, đúng không nào? Bây giờ muốn tính vận tốc nước bằng bao nhiêu phần của AB thì ta xem là vận tốc nước nó liên quan gì đến cái vận tốc xuôi, vận tốc ngược và vận tốc và thời gian. Thế thì ta nhận thấy là ở đây vận tốc xuôi thì bằng vận tốc thực cộng với nước, còn ngược thì bằng vận tốc thực trừ nước. Vận tốc thực thì ta không xét. Đấy, người ta không xét. Cho nên vì thế chúng ta có một cái ta gọi là tính vận tốc nước theo vận tốc xuôi và vận tốc ngược. Thì các con có được một công thức nha. Xuôi thì bằng thực cộng nước, ngược thì bằng thực trừ nước. Vậy thì nếu ta lấy cái dưới, ta trừ đi cái trên, ta lấy cái xuôi này, vận tốc xuôi trừ đi vận tốc ngược này, trừ đi thì vận tốc thực bị triệt tiêu và vận tốc nước được nhân 2 lần. Như vậy ta có công thức là vận tốc xuôi trừ vận tốc ngược thì bằng 2 lần vận tốc của dòng nước. Đấy. Thế đây là một cái công thức rất là quan trọng. Thế tóm lại là như vậy. Như vậy muốn đi tìm vận tốc của dòng nước thì chúng ta sẽ tính là nó chính là bằng vận tốc xuôi 1/2, đúng là của gì? Của vận tốc xuôi trừ đi vận tốc ngược. Đấy. Và ở đây ta tính nó theo AB. Đấy. Thì ta sẽ được vận tốc dòng nước. Bây giờ vận tốc xuôi chưa biết nhưng mà ta có thể tính nó theo AB được, bởi vì xuất phát từ dữ kiện là thời gian đi là 3 giờ. Thì nếu lấy thời gian đi là 3 giờ nhân với vận tốc xuôi của dòng nước thì ta được AB, cho nên vận tốc xuôi có thể tính được bằng cách là lấy AB chia cho 3 giờ. Đúng không nào? Như vậy vận tốc xuôi này sẽ bằng là quãng đường AB này
và chia cho 3 giờ. Đấy. Còn vận tốc ngược tương tự thì bằng quãng đường AB mà chia cho 5 giờ. Đấy. Và ta trừ đi thì ta được cái gì? 1 phần AB trên 3 trừ đi AB trên 5. 1 phần 3 trừ 1 phần 5 chúng ta sẽ được là 2 phần 15. Nhưng mà có cái 1 phần 2 ở đây nữa. Đấy. Có 1 phần 2 nữa. Tức là 2 phần 15 nhân với 1 phần 2 thì bằng 1 phần 15 của AB. 1 phần 15 của AB. Thế như vậy là vận tốc ngược chính bằng 1 phần 15 của AB. Đúng chưa nào? Đấy, 1 phần 15 của AB. Cho nên khi ta lấy AB, ta chia cho vận tốc ngược thì chúng ta sẽ được 1 phần 15. Thế 1 phần 15 đây là 1 phần 5 gì? 1 phần 15 của gì? Bằng 1 phần 15. Đây là đơn vị là gì nhỉ? Đơn vị là thời gian. À thầy xin lỗi, AB mà chia cho, thầy xin lỗi cái chỗ này, AB mà chia cho nha. Vận tốc ngược thì bằng 1 phần 15 của AB. Tức là AB mà chia cho vận tốc ngược ấy. À, đây ta phải nhân cả hai vế với 15 thì ta được là AB nó sẽ bằng là 15 lần của vận tốc ngược. Đấy. Từ đấy ta suy ra là nếu lấy AB mà chia cho vận tốc ngược thì chúng ta sẽ ra được là 15. Đấy. 15 đây là 15 gì? 15 giờ. Bởi vì đơn vị của thời gian của chúng ta là giờ, cho nên chúng ta sẽ tính là AB theo một đơn vị AB, tức là vận tốc và quãng đường chúng ta sẽ cùng, chỉ cần cùng tính đơn vị là được. Thì cái cuối cùng ra cái tỷ số này chính là 15 nhá. Như vậy ta có là, à thầy xin lỗi, cái này bằng 15, 1 phần 15. Đúng rồi, tỷ số đây bằng 15. Như vậy thời gian bèo trôi là 15 giờ. Đấy, thì đây là kết quả của bài toán. Và chúng ta đi điền đáp số. Người ta hỏi là một đám bèo trôi từ tự trôi từ A đến B mất bao nhiêu giờ, thì chúng ta chỉ cần điền là 15 giờ. Thế thì trong cái trường hợp mà nếu ta tính ra cái con số này ấy, mà nó lẻ, thầy lấy ví dụ như là 15,5 giờ chẳng hạn. Ví dụ như thế. Thì khi đó điền vào đáp số như thế nào? Người ta hỏi là bao nhiêu giờ thì chúng ta cũng có thể điền là 15,5 giờ. Đấy, tính theo đơn vị là giờ nhé. Còn nếu người ta hỏi thời gian chung chung là bao lâu thì chúng ta sẽ đổi ra giờ phút. Đấy. Thế như vậy ở bài này thì cái hướng giải nó là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích xem là cần phải qua những cái bước nào để trình bày. Đầu tiên này là chúng ta phải đi tính. Ở đây ta dùng phương pháp chung là ta tính các cái vận tốc theo AB. Đúng chưa nào? Tính vận tốc theo AB. Tí nữa thầy sẽ nói về cái lời giải. Đôi khi nó cũng có thể là phải được làm đẹp đi một chút. Nhưng thôi ta cứ tính vận tốc theo AB đi. Thế thì ta thấy là bước 1 là chúng ta cần tính cái vận tốc của xuôi. Vận tốc xuôi bằng 1 phần 3 AB. Đấy. Bước 2 là ta tính vận tốc ngược bằng 1 phần 5 AB. Rồi từ đó ta tính được cái phép tính này, lấy xuôi trừ ngược chia 2 này. Đúng chưa nào? Để ta tính được là cái gì nhỉ? Vận tốc nước. Đây, vận tốc nước nó chính là bằng cái này. Đấy. Thì đây là bước thứ 3. Đấy, tính được vận tốc nước. Bước thứ 4 là từ vận tốc dòng nước thì chúng ta sẽ lấy AB chia cho nước thôi. Thì chúng ta sẽ được là thời gian bèo trôi. Đây là bước thứ 4. À, như vậy là rất là ngắn, không có dài. 4 cái bước. Rồi, chúng ta sẽ đi trình bày lời giải của cái bài này. Lời giải. Bước 1 là thời gian bèo trôi, vận tốc xuôi dòng tính theo AB là vận tốc cano lúc xuôi dòng tính theo AB là
AB chia cho gì? AB chia cho 3, 3 giờ. Đấy. Thì bằng 1/3 của bằng AB. Ta cứ viết là bằng 1/3 của AB cũng được. 1/3 AB. Nói chung là viết 1/3 AB thì nó nhìn nó có vẻ nó số học hơn là AB trên 3, đúng không? Rồi, bước thứ hai. Vận tốc cano lúc ngược dòng là AB chia cho 5 bằng 1/5 của AB. Vận tốc dòng nước là chúng ta lấy xuôi trừ ngược chia 2, 1/2 nhân với 1/3 AB trừ 1/5 AB bằng 1/15 AB. Đấy, bây giờ ta đi tính thời gian bèo trôi là thời gian bèo tự trôi từ A đến B là chúng ta lấy AB ta chia cho cái này, AB quãng đường chia cho vận tốc chia cho 1/15 của AB, đưa cái này vào trong ngoặc nhân đi, bằng 15 giờ. Thế ở các cái phép tính trên ta ghi đáp số đã là 15 giờ. Thế ở các phép tính trên ấy thì chúng ta không có đơn vị. Đấy, không đơn vị. Nhưng mà phép tính cuối cùng thì chúng ta lại có đơn vị là giờ. Bởi vì là gì? Bởi vì là A quãng đường AB này thì nó sẽ cái đơn vị của AB là gì? Thì đơn vị AB ở những cái chỗ này là gì ấy thì ở dưới cũng là như thế, tức là cùng đơn vị đo. Đúng nào? Cho nên chúng ta không cần phải ghi đơn vị và cũng không cần quan tâm đến nó. Đấy, vận tốc dòng nước cũng thế, đơn vị của vận tốc dòng nước cũng thế. Nhưng cuối cùng là gì? Là đơn vị của thời gian phải là giờ, là theo cái giả thiết đấy, 3 giờ và 5 giờ. Đấy, bài toán này là như thế.